Xin kính chào quý khán giả của chương trình Điểm Hẹn Khoa Học. Thưa vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, vừa rồi là một vài hình ảnh gợi mở về vị nhân vật khách mời sẽ tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Và xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Đông, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau Quả. Chào bà con và quý vị. Dạ vâng. Thưa quý vị, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Đông là một nhà khoa học vô cùng tâm huyết với lĩnh vực nghiên cứu hoa cây cảnh. Là một người yêu hoa thì ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường cách đây hơn 30 năm, ông đã ấp ủ ước mơ làm công việc liên quan đến lĩnh vực hoa cây cảnh, một lĩnh vực có thể nói là cũng khá là xa xỉ đối với lại những năm 1990. Và đi theo một con đường mới thì luôn tiềm ẩn rất là nhiều khó khăn và thử thách. Tuy vậy, bằng niềm đam mê, tình yêu với hoa cây cảnh thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Đông đã vượt lên tất cả. Và không chỉ giúp hàng vạn người biết đến và áp dụng khoa học kỹ thuật để trồng hoa thành công, ông cùng cộng sự đã lai tạo ra hàng loạt giống hoa mới với những ưu điểm vượt trội, đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của ngành hoa cây cảnh Việt Nam. Và trước khi bước vào cuộc trò chuyện cùng với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Đông thì xin mời quý khán giả cùng theo dõi clip mà chúng tôi đã tổng hợp ngay sau đây. Phó giáo sư tiến sĩ nghiên cứu viên cao cấp Đặng Văn Đông, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau Quả, từ năm 1984 đến năm 1987, thực hiện nghĩa vụ quân sự 3 năm tại biên giới phía Bắc để bảo vệ Tổ quốc. Từ năm 1988 đến năm 1993, học trường Đại học Nông nghiệp 1, nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ngành khoa học cây trồng. Từ năm 1993 đến nay, công tác tại Viện Nghiên cứu Rau Quả. Trong 30 năm miệt mài nghiên cứu khoa học và cống hiến, Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Văn Đông đã gặt hái được những thành tích xuất sắc có thể kể đến. Là tác giả và đồng tác giả của 36 giống hoa các loại bao gồm hoa cúc, hoa hồng, hoa lan, hoa lily, hoa đồng tiền, hoa đào, hoa mai và 50 công trình kỹ thuật trồng chăm sóc hoa. Là tác giả của 7 sáng kiến cấp Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về giống hoa lay ơn, hồ điệp, đồng tiền và quy trình nhân giống in vitro. Là tác giả và đồng tác giả của trên 60 bài báo, công trình đăng trên tạp chí khoa học trong nước. Chủ biên và đồng tác giả của 10 cuốn sách chuyên khảo, tham khảo về kỹ thuật trồng hoa cây cảnh. Về kỹ thuật trồng hoa cây cảnh, chủ trì và tham gia thực hiện trên 30 đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, trong đó 26 công trình đã và đang được áp dụng vào thực tiễn. Hướng dẫn 6 tiến sĩ, 22 thạc sĩ đã bảo vệ thành công các luận án về hoa cây cảnh. Những kết quả nghiên cứu của ông cùng các cộng sự đã đóng góp to lớn cho ngành nông nghiệp của Việt Nam nói chung và ngành hoa cây cảnh nói riêng. Vâng, thưa quý vị, trong ấn tượng của rất nhiều người thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Đông là một người vô cùng năng động, hóm hỉnh và hơn hết là ông có niềm đam mê rất là sâu sắc đối với lại nghiên cứu về các loại hoa cây cảnh. Và thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Đông, không biết là tình yêu dành cho hoa cây cảnh của ông thì đã được hình thành như thế nào ạ? Ngay từ khi bước chân vào trường đại học, cái lúc đó thời điểm kinh tế đất nước còn khó khăn, mọi nguồn lực còn tập trung cho vấn đề lương thực là chính, nhưng mà tuy nhiên tôi suy nghĩ rằng dứt khoát đất nước Việt Nam sẽ phát triển, dứt khoát đến một lúc nào đó nhu cầu tiêu dùng hoa cây cảnh của Việt Nam sẽ cao lên. Chính vì thế cho nên tôi đã ấp ủ ngay lúc học đại học đã nghiên cứu về cây hoa và đã tìm thầy để hướng dẫn về cây hoa. Và ra trường tôi lựa chọn là Viện Nghiên cứu Rau Quả là nơi mà tôi xin vào làm việc để thực hiện ước mơ đó. Và được biết là trong thời điểm những năm 1990-1993 thì Viện Nghiên cứu Rau Quả chưa hình thành nên những cái bộ môn cụ thể là về hoa cây cảnh. Thì lúc bấy giờ thì ông có những cái suy nghĩ và tính toán như thế nào ạ? Viện Nghiên cứu Rau Quả chúng tôi thành lập từ tháng 3 1990. Lúc đó chỉ mới tập trung và nghiên cứu về hai đối tượng chính là cây rau và cây quả. Chính vì thế mới có viện tên là Viện Nghiên cứu Rau Quả. Thế khi năm 1993 ra trường ấy là chúng tôi đã mong muốn có một cái hình thành một cái bộ môn nghiên cứu phát triển về hoa cây cảnh. Khi mà xin việc vào viện này thì đúng là lúc đó cái ngành của tôi chưa có, mới gọi là tổ nghiên cứu hoa mà trực thuộc bộ môn quả, sau đó là trực thuộc bộ môn nghiên cứu về rau gia vị. Thì hầu như là chưa có bất kỳ một cái trang thiết bị nào, thậm chí kể cả bộ bàn ghế cũng không có, mà chúng tôi phải đi ở nhà. Thế còn những cái đất đai thí nghiệm cũng chưa được phân mà phải sử dụng cái đất của khuôn viên thí nghiệm. Còn kinh phí thì chưa có một cái đề tài nào, chưa có một cái ngân sách nào để dành cho nghiên cứu về hoa. Lúc đó Viện Nghiên cứu Rau Quả chúng tôi trực thuộc Tổng Công ty Rau Quả Việt Nam và chúng tôi đã mạnh dạn vay vốn, cái lúc là vay 20 triệu là tiền của Tổng Công ty, mà tiền là tiền kinh doanh, do đó phải chịu lãi suất ngân hàng. Và chúng tôi đã
nhà viện cho một cơ chế là sử dụng cái khuôn viên của viện đó để lấy cái tiền mà vay đấy, để đi mua các loại để hoa, các loại cây cảnh ấy, để về nghiên cứu xây dựng cái quy trình, để từ đó mong muốn là sẽ tạo dựng lên được cái ngành nghiên cứu hoa cây cảnh. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Đông là một người nổi tiếng với hàng loạt những cái công trình nghiên cứu nổi bật về các loại hoa cùng với lại quy trình kỹ thuật canh tác của những cái loại hoa này, thì ông có thể chia sẻ cho quý khán giả được biết là cái công trình nào mà đối với ông là tâm đắc nhất đúng không ạ? Trong suốt gần 30 năm nghiên cứu về lĩnh vực hoa cây cảnh, vì cái đối tượng hoa cây cảnh là một đối tượng vô cùng phong phú và đa dạng. Riêng một giống hoa hồ điệp hoặc một loài hoa cúc, một loài hoa lái ơn nữa, chúng ta thấy hàng trăm, thậm chí hàng vài trăm giống. Do vậy mà để nghiên cứu sâu một giống là hết sức khó khăn. Tuy nhiên, đã là nghiên cứu về hoa cây cảnh, một cán bộ nghiên cứu về hoa cây cảnh, một bộ môn nghiên cứu về hoa cây cảnh thì rất khoát là phải tìm hiểu và phải nghiên cứu tất cả các loại hoa cây cảnh nói chung, đặc biệt những loại hoa cây cảnh phổ biến. Mặc dù vậy thì chúng tôi cũng tập trung vào một số cái đối tượng nghiên cứu mà chính. Cụ thể đó là thứ nhất là chúng tôi đã thấy là rất ấn tượng thành công đối với cây lan hồ điệp. Đây là cái vườn lan hồ điệp chúng ta ngồi đây. Xin thưa với bạn là cách đây khoảng 20 năm ấy, thì Việt Nam chúng ta chưa có ai trồng, ngoài Bắc chưa có ai trồng lan hồ điệp và cũng chưa nói đến nghiên cứu. Nhưng mà khi lúc đó, khi được sang thăm bên Đài Loan, bên Trung Quốc, chúng tôi thấy họ phát triển với những cái nhà kính, nhà lưới trồng lan hồ điệp với những quy mô tới hàng HA, vài HA. Tôi mong ước đến một lúc nào đó Việt Nam chúng ta có thể làm được việc này. Xuất phát từ cái tư tưởng như thế, chúng tôi lại cùng một cái nhóm cộng sự với nhau bỏ cái kinh phí, rồi thì kêu gọi các cái chủ trang trại, các doanh nghiệp bỏ kinh phí vào để đi nhập cái cây mà từ Đài Loan, từ Trung Quốc cây đã trưởng thành đấy, để về nghiên cứu cái quá trình phân hóa mầm hoa, nghiên cứu cái sự sinh trưởng phát triển của hoa và thăm dò thị trường của Việt Nam. Thế thì từ cái nghiên cứu đó đã mang lại cái thành công là từ những cây lan hồ điệp trưởng thành, phát triển thành công ở Việt Nam và được thị trường đón nhận. Bắt đầu chúng tôi tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, nghiên cứu đến cái giai đoạn mà cái cây nhỏ, từ cây nhỏ tức là cây từ trong bình ra đấy. Sau đó khi mà đã thành công cái bước đấy rồi, bắt đầu chúng tôi lại nghiên cứu từ cái cây mô, tức là lấy một cái mầm để nhân nuôi cái mô tế bào mà chúng ta thấy hình ảnh đấy. Đây là cái phòng nuôi cái mô tế bào đấy, có hàng triệu cây. Nhưng chưa dừng ở đấy, mà cái đích của chúng tôi vẫn là phải nghiên cứu tạo ra giống lan hồ điệp. Đấy mới là cái mong muốn. Thế thì chúng tôi cũng được sự giúp đỡ của Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Chúng tôi đã thu thập được rất nhiều các cái tổ hợp, các cái dòng giống lan hồ điệp từ trong nước và từ những cái dòng giống bản địa, để từ đó ứng dụng những cái quy trình công nghệ mới lai tạo ra một loạt các cái dòng giống lan hồ điệp. Thưa quý vị, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Đông là tác giả và đồng tác giả của 36 giống hoa cùng quy trình canh tác. Có thể nói là bao nhiêu công trình cũng đấy là bấy nhiêu tâm huyết và nỗ lực của Phó Giáo sư Tiến sĩ cùng với cộng sự. Và như Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Đông cũng đã chia sẻ, thì một công trình nghiên cứu nổi bật và tâm huyết đó là về những giống hoa lan hồ điệp, một giống hoa mang khí chất vương giả với vẻ đẹp rất là tinh tế và được lòng của rất nhiều người yêu hoa trên khắp cả nước. Và để cùng tìm hiểu về những ưu điểm vượt trội mà các giống hoa này mang lại, thì xin mời quý khán giả cùng theo dõi clip mà chúng tôi đã chuẩn bị. Đây là giống hồ điệp ban mai hồng nổi tiếng được công nhận vào năm 2011. Còn đây là hơn 30 dòng lan mới khác. Tất cả đều được Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa cây cảnh chọn tạo bằng phương pháp lai hữu tính. Không chỉ nhiều hoa trên cành, hoa bền, sinh trưởng, phát triển tốt, màu sắc hoa đẹp, ở một số dòng còn có hương thơm quyến rũ. Cái nhu cầu của thị trường rất là đa dạng. Có người thích hoa lan hồ điệp rất là to, đẹp, nhưng cũng có người thích hoa lan hồ điệp nó có cái nhiều hoa. Đấy, hoặc có những người có thích ra nó hồ điệp mùi thơm. Thế thì có người thích màu vàng, màu tím, màu trắng, màu đỏ, vân vân. Cho nên là chúng tôi phải căn cứ vào cái nhu cầu thị trường, thị hiếu người tiêu dùng, cho nên đã tạo ra nhiều cái chủng loại hoa lan hồ điệp để đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường. Hiện nay ở đây của chúng tôi có khoảng hơn 100 các dòng lai. Và ở đây các dòng lai này là những cái màu rất là khác biệt so với cái thị trường ở bên ngoài. Hiện nay chúng tôi đang cho hoa nở ra và để đánh giá xem là cái dòng lai nào có cái màu hoa đẹp, cái khả năng sinh trưởng phát triển của cây là rất là tốt. Mọi người thấy rằng đây, ví dụ như cái cây này. Đấy, đây là cái cây mà một cái dòng lai mới. Cái bộ lá của nó rất là tốt,
Đấy, cây sinh trưởng rất là khỏe và cái phân cành rất là nhiều. Hiện nay ở người Việt Nam ấy rất là thích những cái giống hoa mà phân cành. Đấy. Ngoài ra thì còn có những cái giống là hoa hai cành. Đấy. Hiện nay thị trường đang rất là ưa chuộng, đặc biệt ưa chuộng những cái hoa hai cành và cái hoa gọi là chiều cao trung bình, không quá cao, không quá thấp. Cái hoa cũng không cần nở quá to. Với phương pháp vừa đẩy mạnh công tác lai tạo nghiên cứu gắn với thị trường, 5 năm qua, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa Cây Cảnh đã đưa ra thị trường tới 10 giống lan hồ điệp có chất lượng cao với ưu thế vượt trội. Những giống được thị trường đón nhận, đặt hàng sẽ được đơn vị này nhân giống hàng loạt trong phòng thí nghiệm. Thưa ông, là để nghiên cứu và lai tạo giống hoa thì đòi hỏi sự tỉ mỉ và quan sát rất là kỹ lưỡng, và thêm vào đó thì để lai tạo hoa thì cần phải đòi hỏi là đầu óc phải có tính thẩm mỹ. Vậy để lai tạo giống thành công thì ông cùng với lại cộng sự đã làm như thế nào? Trước hết phải nói là để lai tạo thành công được một giống cây trồng nói chung, trong đó có giống lan, đầu tiên là phải hiểu biết sâu về kiến thức nông nghiệp, kiến thức công nghệ sinh học, xem là lai tạo như thế nào mới đến thành công, chứ không phải là chúng ta cứ lấy cái bố lai với mẹ một cái bất kỳ đó mà ra được thành công cái đấy thì tỷ lệ xác suất cực thấp. Bây giờ phải lai tạo theo định hướng. Thứ hai là dứt khoát phải có niềm đam mê. Phải đam mê thật sâu sắc, phải có một cái sự quyết tâm thật cao và kiên trì bền bỉ. Thứ ba nữa là có những cơ sở vật chất. Ví dụ như là các cái điều kiện về nguồn gen, các điều kiện về sinh học phân tử, rồi các điều kiện về nuôi gây mô thì đó sẽ nhanh chóng dẫn đến sự thành công. Và một cái nữa là có một sự kết nối, tạo được ra giống rồi nhưng mà để phát triển giống đó thì đòi hỏi phải có các chủ trang trại, phải có những người nông dân, phải có những chủ doanh nghiệp để phối hợp kết hợp với nhau, thì cái việc mà nghiên cứu tạo ra giống và phát triển giống đó mới nhanh mang lại kết quả thành công. Như Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Đông cũng đã chia sẻ, thì khi mà mình để lai tạo ra giống lan hồ điệp thì mình phải sử dụng cái gọi là hiện tượng ưu thế lai, tức là sử dụng các phương pháp lai xa hoặc là các loài nó khác nhau một chút. Vậy thì chuyên gia có thể chia sẻ là có những cái kỷ niệm nào đáng nhớ liên quan đến quá trình lai tạo giống này được không? Cái quá trình mà đi tạo giống nói chung ấy, thì chúng tôi cũng có rất nhiều những kỷ niệm đáng nhớ. Đó là những kỷ niệm khi mà đi thu thập nguồn gen. Đấy, một cái kỷ niệm sâu sắc trong đời tôi mà tôi cũng lấy là cái mà để tôi học tập, đó là một chuyến đi khảo sát vùng nguồn gen hoa lily, hoa lan ở trên vùng Ngọc Chiến của huyện Mường La, Sơn La. Cách đây 15 năm thì chúng ta biết con đường vào trong cái xã Ngọc Chiến đó cực kỳ gian nan, vất vả. Ô tô chỉ đi qua Mường La được khoảng 30 km, còn 30 km đó là gần như phải đi bằng phương tiện khác hoặc là đi bộ. Thế thì cái đợt đó xuất phát từ 5 giờ sáng cùng với một chuyên gia Đài Loan đi lên trên vùng Ngọc Chiến để khảo sát cái thu thập cái nguồn gen này. Thì trên đường đi đấy là chúng tôi không may là đi lên trên đấy, nhưng mà sử dụng công lông, cái công lông của bà con ở trên đấy, thuê công lông của bà con đi vượt qua suối, thì lúng giữa suối thì có một cơn nước nó ập vào. Shit đã lật cái đấy và chúng tôi tưởng mình sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Rồi thì đi vào tận trong Ngọc Chiến, bản đà xa xôi như thế là không có cái gì ăn cả. May là chúng tôi mang cái bánh mì đi và trưa chỉ có bánh mì và nước lọc thôi. Tiếp theo khi mà thu thập được nguồn gen rồi thì vừa là do tính chất của công việc, vừa là mong muốn mang cái nguồn gen đó về để bảo quản lưu giữ ở trong viện, mà chúng tôi đi thông đến tận 3 giờ sáng, tức là xuất phát 5 giờ sáng và đến 3 giờ sáng thì lại về đến địa điểm xuất phát để mang được cái nguồn gen đó. Chuyến đi đó mang kỷ niệm là không những nó là cái ấy sự nguy hiểm để mình nhớ lại, nhưng mà cũng là một cái để học tập được từ những cái chuyên gia Đài Loan, cái sự quyết tâm kiên trì của họ. Từ đó tôi cũng luôn luôn chính học cho chính mình, và tôi cũng phổ biến cho các đồng nghiệp của tôi, đặc biệt là thế hệ trẻ ấy, phải thấy được cái tấm gương người ta quyết tâm như thế, sang Việt Nam người ta giúp mình, người ta quyết tâm như vậy, thì tại sao người Việt Nam, tại sao những nhà khoa học, những nhà tạo giống không có sự đam mê như thế, và chỉ có đam mê như thế thì mới mong mang lại thành công. Dạ vâng, vậy thì bằng những cái hình thức đi thu thập vật liệu như thế thì ông đã thu thập được số lượng nguồn vật liệu là như nào? Tôi cùng với đồng nghiệp đã thu thập được rất nhiều nguồn vật liệu mà có thể là cũng không kể được hết.
đối với từng một loại giống và muốn được tạo ra giống thì dứt khoát đầu tiên là phải thu thập nguồn gen. Tại sao phải thu thập nguồn gen? Bởi vì trong mỗi một cái giống cây trồng ấy, nó đều có những cái gen quý giá. Tôi lấy ví dụ thôi, ví dụ như cái giống lan hồ điệp này, chúng ta được nhìn thấy những cái hoa rất to, hoa rất đẹp, đấy chính là cái ưu thế lai đấy. Còn bản chất của lan hồ điệp mà bản địa ngoài rừng núi chẳng hạn thì hoa nó rất nhỏ, nhưng mà nhỏ nhưng nó có cái hay của nó, có đặc điểm rất là tốt của nó, đó là khả năng chống chịu sâu bệnh. Với thời tiết đấy, chúng ta vẫn lai lóc ở ngoài rừng, có ai chăm sóc đâu, thế là vẫn sống từ thế hệ này qua thế hệ khác. Nhưng mà trong khi đó là chúng ta trồng cái cây lan hồ điệp ở nhà, hết bệnh nọ bệnh kia, không cẩn thận thì nó chết đi. Chính là phải cho chúng tôi phải lấy cái gen khỏe mạnh, gen chống chịu sâu bệnh, lai với những cái giống mà hoa to, hoa đẹp, đấy, hoa bền, để làm sao mà tạo được ra giống vừa đẹp vừa bền, đấy, lại chống chịu sâu bệnh mà có những giống lại có những cái mùi thơm của từ cái dòng bản địa. Dạ vâng thưa vị, bằng những hình thức thu thập nguồn vật liệu như thế, Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Văn Đông đã cùng với cộng sự đã lai tạo và nghiên cứu thành công ra rất nhiều giống hoa lan hồ điệp mới, giúp cho chủng loại và số lượng hoa lan hồ điệp ngày nay của chúng ta vô cùng phong phú. Và hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về phương pháp lai tạo giống mà Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Văn Đông cùng cộng sự đang áp dụng tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa cây cảnh thuộc Viện Nghiên cứu Rau quả nhé. Theo Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa cây cảnh, để tạo ra thế hệ lan hồ điệp mới có những đặc điểm nổi trội và độc đáo, các nhà chọn tạo giống luôn ưu tiên lựa chọn cây mẹ là các giống lan bản địa. Muốn kết hợp các đặc điểm tốt nhất từ có thể chọn của bố và mẹ, ví dụ như là cái lan hồ điệp hoang dại này thì kiểu cây nó rất là bé, cành thì nó lại quá dài, hoa lại rất là nhỏ. Do đó thì chúng tôi lại muốn lấy cái kích thước hoa lớn của hồ điệp lai công nghiệp và kiểu cây to, kích thước to hơn. Nhưng mà lại muốn lấy cái khả năng chống chịu sâu bệnh của lan hồ điệp dại và số lượng hoa trên cành nhiều của lan hồ điệp dại. Thì tùy vào mục đích, tính trạng mong muốn mà chúng tôi có cái việc lựa chọn bố hoặc mẹ. Cây giống nào cho bố hoặc cây giống nào sẽ sử dụng làm mẹ. Khi tiến hành lai hữu tính, các nhiễm sắc thể có mang thông tin di truyền trong tế bào hạt phấn của cây bố và nhiễm sắc thể của cây mẹ sẽ phân ly và tổ hợp ngẫu nhiên. Kết quả là chúng hình thành nhiều kiểu gen mới. Sau khi tương tác với môi trường sống, chúng sẽ biểu hiện nên những đặc điểm thậm chí còn chưa hề có ở cây bố mẹ. Lá to, ngồng cứng, nhiều nụ, màu sắc hoa phong phú. Những con lai thu được có tới hàng trăm kiểu khác nhau. Chúng sẽ được theo dõi và đánh giá nghiêm ngặt sự sinh trưởng, phát triển, khả năng kháng sâu bệnh và đặc điểm về hoa. Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Văn Đông, vừa rồi thì chúng ta cũng đã hiểu rõ hơn về quá trình lai tạo kỹ lưỡng và rất kỳ công mà ông cùng với lại các cộng sự đã và đang áp dụng để có thể lai tạo ra những giống hoa lan hồ điệp mới. Vậy thì khi mà những giống hoa lan hồ điệp này lai tạo thành công sau rất nhiều những nỗ lực vất vả như thế thì cái cảm xúc của ông như thế nào ạ? Tất nhiên là khi mà lai tạo được một cái giống hoa mới, nó giống như đứa con tinh thần của mình đấy, thì tất cả chúng tôi, những người là tác giả của việc lai tạo giống lan này, những đồng nghiệp ở trong cơ quan và những đồng nghiệp từ bên ngoài đều có một cái cảm giác là vô cùng sung sướng. Chúng ta luôn luôn, trước đây thì chúng ta cứ mặc cảm là cái khoa học kỹ thuật ở nông nghiệp của Việt Nam chúng ta, đặc biệt là những vực hoa của thua xa với bên nước ngoài quá. Nhưng mà gần đây chúng ta thấy những cái tiến bộ kỹ thuật mà chúng tôi lai tạo ra, ví dụ lan hồ điệp chỉ là một ví dụ thôi, hoặc như cái lai ơn ấy, của bên Hà Lan là nổi tiếng cả thế giới về lai tạo giống lai ơn mới, hới rất tốt. Một năm là chúng ta phải nhập tới hàng mấy chục triệu củ lai ơn, đau xót vô cùng, mất đi nguồn ngoại tệ rất lớn. Nhưng mà vừa qua đấy, chúng tôi đã lai tạo được một giống hoa lai ơn đấy, mà lại có nhiều đặc tính của tốt hơn cả giống của Hà Lan hiện nay. Ví dụ như là cái giống hoa lai ơn Việt Hà 01 chúng tôi lai tạo ra thì hoa nó vừa to vừa đẹp vừa bền, đặc biệt nhất là nó có ưu thế là chống chịu với cái bệnh khô đầu lá, mà cái bệnh khô đầu lá là những người trồng lai ơn thường thấy. Vì vậy mà cái giống mới khi mà chúng tôi đưa vào sản xuất ấy, được bà con ở Đông Triều, được bà con ở Bắc Giang tiếp nhận một cách vô cùng là phấn khởi. Và khi mà bây giờ mà tôi cứ xuống chỗ Đông Triều ấy, thì
phải chở hàng ô tô gà, ô tô các loại sản phẩm đặc sản của bà con. Bà con cứ kéo ra và rất nhiệt tình cho cái việc mà tặng lại cho mình. Đấy một niềm hạnh phúc vô cùng lớn đối với những người mà khoa học nông nghiệp, những người tạo giống như chúng tôi. Như vậy là cùng với hoa lan hồ điệp này, hoa lay ơn thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Đông còn nghiên cứu và lai tạo thành công rất nhiều giống hoa mới như là giống hoa hồng VR4, VR6, rồi giống đồng tiền, rồi giống đào phai. Được biết là thời gian gần đây thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Đông cùng với cộng sự đã và đang tập trung nghiên cứu để lai tạo những giống sen mới. Thì ông có thể chia sẻ về hướng nghiên cứu này để cho quý khán giả có thể hiểu rõ hơn không ạ? Song song với việc nghiên cứu các loại số giống hoa mà chúng tôi đã thành công ấy, thì quan điểm của tôi là người anh cả là người đi đầu thì chuyển giao cho các cái thế hệ các bạn đã tiếp nhận được cái rồi những cái quy trình công nghệ đó rồi, thì tôi lại phải tiên phong đi tìm tòi để lai tạo ra các cái chủng loại mới, chủng loại khác. Chúng ta biết được cái sen là một trong những cái cây mà rất thân thuộc với người dân Việt Nam. Cách đây 12 năm thì tôi lại may mắn là trong cái thành viên của đề án quốc hoa và hoa sen Việt Nam. Thế nhưng lúc đó là chúng ta chưa đủ điều kiện để công nhận hoa sen thành một quốc hoa chính thức. Từ đó tôi luôn luôn đau đáu trong lòng làm sao đó phải phát triển cái hoa sen để xứng tầm với Việt Nam. Tôi cũng là người may mắn được tiếp nhận cái giống sen Oga mà chính phủ Nhật Bản tặng cho chính phủ Việt Nam. Giống sen Oga tồn tại hàng ngàn năm dưới lòng đất. Nhật Bản tặng cho Việt Nam để thể hiện cái sức sống bách liệt của cây sen giống như sức sống của người Nhật Bản, để thể hiện một mối quan tình hữu nghị giữa Việt Nam với Nhật Bản. Từ đó tôi dành nhiều thời gian tâm huyết để nghiên cứu cây sen hơn. Trong những năm gần đây thì rất mừng là được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã tạo điều kiện chúng tôi thông qua một cái đề tài nghiên cứu lai tạo các giống sen mới. Từ những cái điều kiện như vậy cho nên là chúng tôi cùng với các đồng nghiệp của chúng tôi tập trung rất cao độ vào để nghiên cứu giống sen này, khắc phục những cái tồn tại mà giống sen trước đây thì đã có. Ví dụ như tồn tại là giống sen trước đây đó là không phong phú đa dạng, chủ yếu là lấy hạt. Giống sen trước đây của chúng ta là bị sâu bệnh nhiều và đồng thời cái thời gian mà sinh trưởng nó ngắn, ở miền Bắc thời gian sinh trưởng ngắn chỉ có 3-4 tháng là nó tàn thôi. Thế thì chúng tôi đang lai tạo ra theo cái hướng là sen đa dạng hóa các loại khác nhau, theo các nhóm khác nhau. Ví dụ như là nhóm sen đấy chuyên để lấy hoa thì hoa dứt khoát phải to, phải đẹp, phải bền. Nhóm sen để ướp hương chè đấy, hương sen để ướp chè rất là thích, nhưng mà phải chọn được cái giống sen mà nó phải có cái hương thơm nó phù hợp, chứ nếu mà nó hương lồng quá thì cũng không thích hợp với người uống chè. Và bây giờ phải nói là đã có những kết quả thành công bước đầu. Mùa hè năm nay Hà Nội chúng ta có rất nhiều giống sen mới, Hà Nội có rất nhiều các sản phẩm sen, chúng tôi cũng tự hào đó là một phần có công sức đóng góp của chúng tôi. Dạ vâng, nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Đông chia sẻ như thế thì chắc hẳn là quý khán giả đang hết sức là tò mò, thì không biết là việc nghiên cứu lai tạo giống đang được triển khai như thế nào, thì nội dung này sẽ được đề cập trong phóng sự ngay sau đây. Đây là khu thí nghiệm đánh giá tập đoàn các giống hoa sen và lai tạo giống sen mới của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa Cây Cảnh, Viện Nghiên cứu Rau Quả. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Đông, thực tế hiện nay một cây sen đang được khai thác đa dụng với các sản phẩm như hoa, ngó và hạt. Điều này khiến năng suất, chất lượng sản phẩm thu hoạch không cao. Việc lai tạo giống sen mới theo hướng chuyên biệt hóa sẽ khắc phục được vấn đề này. Chúng tôi đã thu thập một tập đoàn hoa sen từ trong và ngoài nước khoảng 80 các cái dòng giống khác nhau, lai tạo các dòng giống như thế để sử dụng cái ưu thế lai để mà chúng tôi lựa chọn ra các giống sen theo các hướng sử dụng khác nhau. Có loại sen chuyên để lấy hoa, để cắm cành, có sen chuyên lấy hoa, để ướp chè sen, có loại sen để chuyên lấy ngó, có loại sen chuyên lấy hạt, có loại sen chuyên lấy củ và có loại sen chuyên lấy lá. Nếu như mỗi một giống sen có một cái mục đích sử dụng riêng, thế thì nó sẽ cho cái năng suất và chất lượng rất là cao. Bằng phương pháp lai tạo giống cùng quy trình kỹ thuật chọn lọc hiện đại, từ nguồn vật liệu ban đầu sau 5 năm miệt mài thử nghiệm đánh giá, các nhà khoa học đã tạo ra hàng nghìn cá thể lai và từ đó chọn ra được 15 dòng lai mới đầy triển vọng. Để tạo được cái ưu thế lai thì dứt khoát là phải lai hai dòng sen đấy có sự khác biệt nhau về kiểu hình, có thể nói nôm na ở đây là khái niệm là lai xa. Khi mà lai xa như thế thì nó có hiện tượng bất dục, tức là nó không kết hạt hoặc là kết hạt rồi nhưng mà nó lại không nảy được cây. Chính vì thế cho nên chúng tôi phải ứng dụng các cái công nghệ sinh học tiên tiến mới nhất, ví dụ như là chỉ thị phân tử để đánh giá xác định bố mẹ,
Tiếp theo là phải ứng dụng các cái phương pháp cứu phôi, giúp cho cái phôi mà nó yếu đấy, nó sinh trưởng phát triển được bình thường. Tiếp theo một bước nữa rất quan trọng, đó là phải sử dụng phương pháp nhân mô để mà từ một cái cá thể như thế có thể nhân ra số lượng rất nhiều để cung cấp cho sản xuất. Đồng Tháp thì nó có một cái slogan là Đồng Tháp thuần khiết như hồn sen. Hôm nay chúng tôi cảm nhận rằng là mỗi một màu sắc, một cái sắc thái riêng của sen nó đem đến cho con người một cái cảm xúc rất là riêng biệt. Và nó cảm giác ở bên sen thì nó cảm giác rất là thư thái, bình an. Và chúng tôi cảm thấy rằng là tự tin khi mà những cái giống sen này sẽ được đưa về Đồng Tháp. Và như vậy thì sau này Đồng Tháp không chỉ là sen hồng nữa mà sen đa sắc. Bằng phương pháp vừa lai tạo, vừa nghiên cứu, vừa đánh giá ngoài thực tế, theo các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Rau quả, trong một thời gian ngắn nữa, rất nhiều giống sen mới chất lượng cao, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng cùng những ưu điểm vượt trội sẽ được chuyển giao rộng rãi cho bà con trên khắp cả nước. Chúng ta có thể thấy là Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Đông khi mà nghiên cứu và lai tạo giống thì luôn luôn rất là năng động, sáng tạo và thậm chí là đi trước, đón đầu thị trường với một khoảng cách rất là xa. Vậy thì không biết là trong thời gian tới thì ông có những cái dự định nghiên cứu nào đặc biệt không ạ? Trước đây thì chúng ta vẫn quan niệm là hoa chỉ để ngắm thôi, hoa cây cảnh chỉ để ngắm thôi. Nhưng bây giờ đương nhiên là chúng tôi vẫn theo cái hướng là nghiên cứu các loại hoa cây cảnh để mà ngắm, để mà trang trí. Nhưng mà bây giờ tôi quan niệm là sản xuất hoa cây cảnh phải gắn với nhiều đa mục đích. Thứ nhất là hoa cây cảnh theo hướng nghiên cứu là để làm cảnh, để trang trí. Nhưng mà hoa cây cảnh phải là những cái dược liệu quý giá, ví dụ như các một số loại lan, ví dụ như loại sen. Hoa cây cảnh phải là để sử dụng làm thực phẩm, hoa cây cảnh để làm các cái mỹ phẩm, rồi hoa cây cảnh để gắn với phát triển du lịch, gắn với xây dựng nông thôn mới. Có như thế được thì cái hoa cây cảnh mới thực sự là mang lại hiệu quả kinh tế cao, hoa cây cảnh mới thực sự bền vững và hoa cây cảnh mới thực sự đi vào trong lòng người, ai ai cũng mến yêu, ai ai cũng quý giá nó. Là tác giả và đồng tác giả của hàng loạt giống cây trồng mới cũng như là quy trình kỹ thuật canh tác, và là người thầy của bao nhiêu thế hệ học trò cũng như là các đồng nghiệp, rồi là những thế hệ nghiên cứu khoa học trẻ, và là người tiên phong khởi xướng những bước đi đầu tiên trong nghiên cứu hoa cây cảnh một cách chuyên nghiệp, thì chúng ta có thể thấy là những đóng góp mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Đông dành cho khoa học nông nghiệp của nước nhà là không thể đo đếm được. Vậy thì nhìn lại hành trình của mình thì ông có điều gì muốn chia sẻ không ạ? Nhìn lại hành trình của mình, tôi thấy là đến giờ phút này thì sau gần 30 năm nghiên cứu về hoa đã gặt hái những cái thành công bước đầu. Tuy nhiên cái thành công đó cũng chỉ là bước đầu mà thôi. Dứt khoát muốn phát triển cái ngành hoa của Việt Nam lên thì phải cần những thế hệ kế tục. Vì vậy mà tôi chỉ có một cái mong muốn như này. Một mặt là bây giờ tôi vừa dành thời gian nghiên cứu nhưng vừa phải dành nhiều thời gian hơn nữa để đào tạo thế hệ sau. Và bây giờ cũng xin thưa với chị là tôi rất mừng là tôi đã đào tạo được một thế hệ kế cận. Chúng tôi đấy là những nhà khoa học trẻ, đam mê, xuất sắc. Tôi cũng chỉ mong muốn các bạn thế hệ trẻ đấy, đừng có quan niệm là nông nghiệp là vất vả, đừng có quan niệm nông nghiệp là khó khăn, là nghèo. Mà cái quan trọng nhất là khi mà chúng ta tập trung đam mê, nghiên cứu tạo ra những cái sản phẩm mới, tạo những giống cây trồng mới, tạo ra những giống hoa cây cảnh mới và các quy trình kỹ thuật phù hợp đấy, thì các bạn sẽ được trả ơn xứng đáng, được xã hội trả ơn và được chính những cái sản phẩm đó họ trả ơn cho mình. Đừng có đòi hỏi gì trước mà hãy tập trung vào học tập đi, học tập tốt đi, nghiên cứu thành công đi, thì sau đó các bạn sẽ được hưởng những cái thành quả mang lại cho mình. Dạ vâng, thưa quý vị, những thông tin mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Đông chia sẻ vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình Điểm hẹn khoa học ngày hôm nay của chúng tôi tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Đông đã dành thời gian tham dự chương trình của kênh VTC16. Xin chúc ông luôn dồi dào sức khỏe và gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học của mình. Xin được cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.